Chúa cùng anh chị em và cùng nhau. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: ông ta nhờ tướng quỷ Beelzebub mà trừ quỷ. Mấy kẻ khác muốn thử người nên xin người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng người biết ý của họ liền phán: nước nào từ chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng từ chia rẽ thì nước đó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi nhờ bảo ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ, vậy nếu ta nhờ Beelzebub mà trừ quỷ thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi. Khi có người khỏe mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xung đến đánh bại hắn thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với ta là nghịch cùng ta, và ai không thu góp với ta là phân tán. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, trong lịch sử Hoa Kỳ có kể lại câu chuyện một mục sư tên là Peter Miller, là một người tốt lành và được rất nhiều người ái mộ. Thế nhưng có một người ở gần nhà thờ của mục sư đó lại ghét ông ta, ghét một cách thâm tệ và công kích và sỉ nhục và nói xấu mục sư Peter Miller. Thế nhưng mục sư vẫn luôn luôn đối xử tốt. Và lúc đó có nội chiến Nam Bắc phân tranh. Cái người ghét mục sư đó lại ở trong cái bên thù địch và bị bắt và bị kết tội phản quốc, và quyết định sẽ xử treo cổ. Khi nghe tin đó thì mục sư Peter Miller đã đi bộ 60 dặm. Khi đó đường xá không như bây giờ, là đến khoảng 100 cây số đến gặp George Washington, là ông đại tướng sau này là tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, và đến để xin ân xá cho cái người đó. Thế thì George Washington từ chối ngay. Đây là một cái tội nặng, và ông đừng nghĩ rằng ông thân với cái tên phản quốc này mà xin mà được. Thế nhưng mục sư Peter Miller nói luôn: ông nghĩ là đây là một người thân của tôi sao? Không, đây là một người, một kẻ thù thâm tệ và rất ghét tôi. Nghe như vậy thì Washington mới đổi ý. Nếu như ông đến xin cho một người thân thì tôi cứ luật chung mà xử, còn bởi vì ông xin cho một người ghét ông thì tôi sẽ xử khác đi. Vì ông mà tôi ân xá cho cái người này. Rồi sau đó thì Washington trao cho mục sư Peter Miller cái tờ giấy ân xá cho cái người bị án treo cổ, và ông lập tức đến ngay cái chỗ xử, phải đi bộ thêm khoảng 20 cây số nữa. Và khi đến thì người ta chưa treo cổ, và lúc đó cái người mà bị kết án đó thấy Peter Miller đến thì nói lên: cái thằng kia nó đến đây để nó báo thù, để
nó khoái chí khi mà tôi bị treo cổ. Thế nhưng đâu có phải như vậy đâu. Mục sư Peter Miller lên qua đám đông đến trao vào tay của cái người đó cái tờ ân xá mà Đại tướng Washington đã ký. Câu chuyện thật là hay và nói lên cái vẻ đẹp của tình yêu thương đích thực. Ai trong chúng ta cũng muốn làm một điều tốt và tránh một điều xấu. Có khi ta tưởng là tốt mà lại là xấu, có khi ta tưởng là xấu mà lại là tốt, hoặc là đôi khi tốt cho ta mà lại xấu cho người, rồi đôi khi mà tốt cho người thì lại xấu cho ta. Thế nhưng có một điều luôn luôn xấu cho ta, cho người, cho hết mọi hoàn cảnh, đó là cái sự giận ghét, là oán hờn. Và Chúa đã nói rõ ràng, nước nào tự chia rẽ sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Yêu mến thì nối kết, thì gắn bó, thì xây dựng. Còn ngược lại, thù ghét thì chia rẽ và sụp đổ. Và Chúa cũng nói rõ, nếu Satan cũng tự chia rẽ thì nước nó làm sao đứng vững được. Và một trong những dấu hiệu để ta thấy và nhận ra đâu là Satan, đó là ở đâu có sự chia rẽ thì ở đấy có Satan. Nhiều khi là dựa vào một cái lý do rất là hay, rất là phải để mà chia rẽ. Còn ngược lại thì sao? Một bài hát quen thuộc với rất nhiều người, đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Mà tình yêu thì nối kết, thì gắn bó, thì tha thứ, thì chịu đựng. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã từ trời xuống thế để nối chúng ta lại với Chúa. Cái đường dây liên lạc đã bị cắt đứt bởi tội lỗi của chúng ta, Chúa đã đến để nối lại. Xin cho chúng ta hợp tác với Chúa mà nối lại, để đưa đến hạnh phúc cho tất cả mọi người. Còn ngược lại, ở đâu có sự chia rẽ, có oán thù, thì ở đấy có ma quỷ, và ở đấy có án phạt, và ở đó không có Thiên Chúa. Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa Trời. Chúng ta dâng lễ xin Chúa cho chúng ta sống yêu thương và có Chúa trong đời sống chúng ta, trong tâm hồn chúng ta. Amen.